Và lại một TikToker nữa đang trải nghiệm DJI Avatar. Phê vãi, công nhận thật sự luôn ạ. Thực sự là cái trải nghiệm bay rất cực kỳ dễ này, mọi người thấy này. Đang lượn này. Hoàn toàn không ai điều khiển nha. Đây, mình đang tự điều khiển đây các bạn ơi. Nói chung là mới làm quen thì sẽ có hơi một chút khó khăn, nhưng mà thực sự là nó điều khiển rất là dễ ấy. Kiểu nó không cần phải bấm nhiều nút ấy. Nó điều khiển hoàn toàn bằng cái cổ tay của mình, kiểu nó dễ vãi trưởng luôn ấy. Mình chưa bao giờ nghĩ là điều khiển máy bay nó lại dễ như thế này. Ôi, phê vãi. Đôi lời phát biểu của bạn sau khi bay DJI Avatar. Cực kỳ dễ luôn á các bạn. Trước đây mình đã thử điều khiển mấy cái flycam rồi và nó rất là khó ấy. Nhưng mà cái này kiểu như nó chỉ cần cử động cổ tay và mình chỉ cần bấm mỗi một nút duy nhất này là nó sẽ đi theo ý của mình luôn, cái dễ vãi trưởng luôn ấy. Và như mọi người có thể thấy thì đối với một người chưa từng sử dụng drone FPV thì Avatar sẽ là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Bạn ấy là chưa bao giờ bay những chiếc drone khác này. Thực ra là có bay những chiếc drone thông thường như cả mọi người hay gọi là flycam đấy, nhưng mà cái tay cầm điều khiển nó quá khó. Còn với motion controller trên DJI Avatar, chỉ cần một chút thôi là bạn ấy có thể lượn lách các thứ, không có gì là khó khăn cả.